Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Chiều ngày 22 tháng 1, Hà Nội nối tiếp chuỗi ngày ca mắc cao nhất cả nước. Báo động Hà Nội có 640 F0 diễn biến nặng, 76 ca phải thở máy. Nguy to rồi, Khánh Hòa phát hiện thêm 347 ca mắc COVID-19 ngày 22 tháng 1. Tin nóng, Nghệ An thêm 295 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 63 ca cộng đồng. Từ vụ Việt Á đến những thuyết âm mưu về việc điều chuyển nhân sự chủ chốt của đất nước. Và sau đây là phần nội dung chi tiết, xin mời quý vị khán giả cùng đón xem. Chiều ngày 22 tháng 1, Hà Nội nối tiếp chuỗi ngày ca mắc cao nhất cả nước. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 1, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 2.805 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 612 ca cộng đồng. Biểu đồ ca mắc của Hà Nội cho thấy, thành phố đã kéo dài chuỗi ngày có trên 2.700 ca mỗi ngày từ ngày 6 tháng 1 tới thời điểm này. Dịch bệnh ở quy mô cấp thành phố của Hà Nội vẫn ở cấp độ 2, nhưng tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã, thì thành phố chỉ còn 4 địa phương có dịch ở cấp độ 3 vùng cam, gồm 2 quận, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai và 2 huyện Gia Lâm, Chương Mỹ. Như vậy, so với tuần trước, dịch ở 4 quận Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên, Cầu Giấy đã giảm từ cấp độ 3 về cấp độ 2, còn huyện Chương Mỹ lại tăng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 21 tháng 1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 129 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Trong số 129 trường hợp ghi nhận, có 11 bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch công ty Chewa Plasto, khu công nghiệp Châu Sơn, 26 bệnh nhân liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, 19 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Nam, 5 bệnh nhân trở về Hà Nam từ các tỉnh thành khác. Các trường hợp còn lại là F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngày 22 tháng 1, trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận 283 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có hơn 120 ca cộng đồng. Ngày 21 tháng 1, Thanh Hóa ghi nhận 528 ca mắc COVID-19, trong đó có 340 ca cộng đồng và sàng lọc tại cơ sở y tế, 188 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 15.296 bệnh nhân COVID-19, 11.082 người điều trị khỏi được ra viện, 20 bệnh nhân tử vong. Tỉnh Nghệ An ghi nhận 295 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 63 ca cộng đồng. Trong ngày có 132 bệnh nhân được ra viện, ghi nhận trường hợp tử vong. Hiện tại, địa phương này đang điều trị 1.939 bệnh nhân COVID-19. Từ 18 giờ ngày 20 tháng 1 đến 18 giờ ngày 21 tháng 1, Hà Tĩnh có thêm 56 ca mắc COVID-19, trong đó có 31 ca cộng đồng. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 774 ca mắc COVID-19, trong đó có 232 ca cộng đồng, 58 ca trong khu vực phong tỏa và 484 ca đã được cách ly trước đó. Trong ngày 21 tháng 1, tại Quảng Bình ghi nhận 70 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 50 ca cộng đồng. Trong ngày, địa phương này cũng có thêm 177 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 5.368 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.284 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 1.039 người đang tiếp tục điều trị. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Quảng Bình có 96,08% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 90,86% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi. Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 67 ca mắc COVID-19, trong đó 29 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, còn lại là cách ly tại nhà. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 3.735 trường hợp mắc COVID-19, đang điều trị 544 ca. Trong ngày, địa phương có 70 trường hợp khỏi bệnh. Bến Tre có thêm 503 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có tới 493 F0 cộng đồng, có 484 người điều trị khỏi, trong ngày có thêm 4 ca tử vong. Hậu Giang ghi nhận 379 ca mắc mới, trong đó có đến 373 ca cộng đồng, điều trị khỏi 128 ca, 8 trường hợp tử vong. Tiền Giang có 323 ca dương tính, trong đó có 28 ca bằng phương pháp PCR và 295 ca test nhanh kháng nguyên, 45 ca điều trị khỏi và 7 trường hợp tử vong. Cà Mau ghi nhận 319 F0,
trong đó có 286 ca cộng đồng, có 430 người điều trị khỏi, 3 trường hợp tử vong. Vĩnh Long thêm 263 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 103 ca cộng đồng, điều trị khỏi 93 ca, 13 trường hợp tử vong. Trà Vinh phát hiện thêm 240 ca mắc mới, trong đó có 215 ca cộng đồng, điều trị khỏi 1.110 trường hợp, có 6 ca tử vong. Kiên Giang ghi nhận 119 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 63 ca cộng đồng, 56 ca trong khu phong tỏa. Bạc Liêu có thêm 113 ca mắc mới, trong đó có 65 F0 cộng đồng, 312 ca được xuất viện và 4 ca tử vong. Đồng Tháp phát hiện 81 người mắc COVID-19, trong đó 33 ca cộng đồng, 94 người khỏi bệnh, 9 ca tử vong. Cần Thơ có thêm 61 ca mắc COVID-19, 126 người điều trị khỏi, 8 ca tử vong. Sóc Trăng ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, 6 trường hợp tử vong. An Giang ghi nhận 45 trường hợp mắc COVID-19, có 91 trường hợp khỏi bệnh, 7 ca tử vong. Bất động Hà Nội có 640 F0 diễn biến nặng, 76 ca phải thở máy. Thưa quý vị, trong ngày 22 tháng 1, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.805 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 385 xã phường thị trấn, thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Trong đó có 612 ca cộng đồng và 2.183 ca đã được cách ly. Một số địa bàn ghi nhận số ca mắc nhiều trong ngày như Gia Lâm 122, Hoàng Mai 112, Đống Đa 106, Thanh Trì 98, Bắc Từ Liêm 95, Nam Từ Liêm 93, v.v. Như vậy, tính từ trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 105.861 ca dương tính với SARS-CoV-2, không tính ca nhập cảnh và ca ghi nhận tại các bệnh viện trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Trong đó có 29.151 ca cộng đồng và 76.710 ca khu cách ly. Công tác điều trị truy vết đã xác định thêm 897 trường hợp F1 trong ngày. Hiện tại toàn thành phố có 3 trên 1.289 điểm đang phong tỏa. Tối ngày 21 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, dịch bệnh ở quy mô cấp thành phố của Hà Nội vẫn ở cấp độ 2, nhưng tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã thì thành phố chỉ còn 4 địa phương có dịch ở cấp độ 3, tức vùng cam, 26 địa phương ở cấp độ 2, tức vùng vàng. 4 địa phương vùng cam gồm 2 quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai và 2 huyện Gia Lâm, Chương Mỹ. Như vậy, so với tuần trước, dịch ở 4 quận Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên, Cầu Giấy đã giảm từ cấp độ 3 về cấp độ 2, còn huyện Chương Mỹ lại tăng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Ở quy mô cấp xã, phường, thị trấn, Hà Nội ghi nhận 43 địa phương có dịch ở cấp độ 3, 377 địa phương cấp độ 2 và 159 địa phương cấp độ 1, tức vùng xanh. Trên địa bàn thành phố có 66.618 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 138 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 223 ca. Tại các bệnh viện của Hà Nội là 3.399 ca. Cơ sở thu dung điều trị thành phố là 1.078 ca. Cơ sở thu dung quận huyện 5.400 ca. Theo dõi cách ly tại nhà 56.380 ca. Trong ngày 21 tháng 1, có 2 bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung, số ca tử vong trong ngày là 16 trường hợp. Tổng số người tử vong do COVID-19 đến ngày 21 tháng 1 là 441 người. Theo số liệu từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, cập nhật đến ngày 21 tháng 1, Hà Nội có 2.261 bệnh nhân ở mức độ trung bình, 640 bệnh nhân nặng nguy kịch. Trong số các bệnh nhân nặng nguy kịch, có 535 bệnh nhân thở oxy mask gọng kính, 29 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC, 19 trường hợp thở máy không xâm lấn, 57 trường hợp thở máy xâm lấn. Trong ngày 21 tháng 1, toàn thành phố tiêm được 167.690 mũi vaccine COVID-19, nâng tổng số mũi toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là 14.189.484 mũi tiêm, 235.616 mũi bổ sung và 1.872.158 mũi vaccine nhắc lại. Hiện tại, các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế thực hiện và phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Nguy to rồi, Khánh Hòa phát hiện thêm 347 ca mắc COVID-19 ngày 22 tháng 1. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 1, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết,
từ 17 giờ ngày 20 tháng 1 đến 17 giờ ngày 22 tháng 1, toàn tỉnh ghi nhận thêm 347 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 11 ca nhập cảnh và 336 ca ghi nhận tại các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể, thành phố Nha Trang 104 ca, thị xã Ninh Hòa 40 ca, huyện Vạn Ninh 31 ca, huyện Diên Khánh 55 ca, thành phố Cam Ranh 14 ca, huyện Khánh Vĩnh 25 ca, huyện Khánh Sơn 17 ca, huyện Cam Lâm 50 ca, trong đó có 59 ca ghi nhận trong cộng đồng, 256 ca cách ly tại nhà, 21 ca ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh tăng 22 ca so với ngày 20 tháng 1. Số ca nhiễm mới tại thành phố Nha Trang giảm 30 ca, huyện Diên Khánh giảm 10 ca, thành phố Cam Ranh giảm 17 ca. Huyện Khánh Vĩnh tăng 5 ca, huyện Khánh Sơn tăng 10 ca, huyện Vạn Ninh tăng 14 ca, huyện Cam Lâm tăng 50 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, tỉnh Khánh Hòa có 61.165 ca nhiễm, đứng thứ 10 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 60.941 ca, trong đó có 53.206 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Ba huyện, thị xã, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Nha Trang với 33.549 ca, thị xã Ninh Hòa với 8.909 ca và huyện Diên Khánh 6.571 ca. Trong ngày 21 tháng 1, có 647 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số bệnh nhân tử vong là 2 ca, cộng dồn từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 đến nay là 256 trường hợp. Số bệnh nhân đang điều trị là 5.120 người, số bệnh nhân đang điều trị tại nhà là 4.429 người. Trong 24 giờ qua, tỉnh này thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho 4.410 lượt người, xét nghiệm RT-PCR cho 46 lượt người. Tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho 6.369.121 lượt người, xét nghiệm RT-PCR cho 1.661.705 lượt người. Tính đến 23 giờ ngày 20 tháng 1, có 10.004 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 2.517.557 liều. Trong đó mũi 1 là 1.081.459 người, mũi 2 là 1.033.417 người, mũi 3 là 459.126 người. Trong số này, người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 là 966.959 người, tỷ lệ 101,8%. Mũi 2 là 929.120 người, tỷ lệ là 97,8%. Mũi 3 là 459.126 người, tỷ lệ 48,3%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 là 114.500 trẻ, tỷ lệ 102,8%. Tiêm mũi 2 là 104.297 trẻ, tỷ lệ 93,6%. Về hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn số 705 ngày 20 tháng 1 năm 2022 về việc triển khai công điện số 64 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 796 ngày 21 tháng 1 năm 2022 về việc tăng cường tổ chức việc tiêm vaccine ngoài giờ hành chính. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, tính đến chiều ngày 21 tháng 1, trong toàn tỉnh có 588 thôn, tổ dân phố bình thường mới, vùng xanh, 113 thôn, tổ dân phố nguy cơ, vùng vàng, 113 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ cao, vùng cam và 154 thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao, vùng đỏ. Tin nóng Nghệ An thêm 295 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 63 ca cộng đồng. Thưa quý vị, tối ngày 21 tháng 1, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An, trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 295 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 63 ca cộng đồng. Cụ thể, từ 18 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2022 đến 6 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2022, tỉnh ghi nhận 114 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương, Quỳnh Lưu 49 ca, thành phố Vinh 34 ca, Hoàng Mai 8 ca, Nghi Lộc 6 ca, Diễn Châu 4 ca, Hưng Yên 4 ca, Yên Thành 3 ca, Quỳ Hợp 2 ca, Con Cuông 2 ca, Nghĩa Đàn 1 ca, Trung Dương 1 ca. Trong đó có 38 ca cộng đồng tại 6 địa phương, thành phố Vinh 19 ca, Quỳnh Lưu 7 ca, Nghi Lộc 6 ca, Hưng Nguyên 3 ca, Diễn Châu 2 ca, Tương Dương 1 ca, 76 ca đã được cách ly từ trước. 61 ca là F1, 15 ca từ ngoại tỉnh có dịch về,
ghi nhận 53 ca có triệu chứng, 61 ca không có triệu chứng. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2022, tỉnh ghi nhận 181 ca dương tính mới với COVID-19 tại 19 địa phương, Quỳnh Lưu 29 ca, thành phố Vinh 25 ca, Diễn Châu 21 ca, Nghi Lộc 16 ca, Đô Lương 15 ca, Nam Đàn 12 ca, Hưng Nguyên 11 ca, Thái Hòa 10 ca, Hoàng Mai 7 ca, Yên Thành 7 ca, Quế Phong 6 ca, Kỳ Sơn 5 ca, Quỳ Hợp 4 ca, Tương Dương 3 ca, Thanh Chương 3 ca, Nghĩa Đàn 2 ca, Cửa Lọ 2 ca, Tân Kỳ 2 ca và Con Cuông 1 ca. Trong đó có 25 ca cộng đồng tại 7 địa phương, thành phố Vinh 10 ca, Thái Hòa 6 ca, Quỳnh Lưu 4 ca, Yên Thành 2 ca, Đô Lương 1 ca, Nghi Lộc 1 ca, Cửa Lọ 1 ca. 156 ca đã được cách ly từ trước, 92 ca là F1, 63 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 1 ca từ nước Nga về. Ghi nhận 85 ca có triệu chứng, 96 ca không có triệu chứng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc thực hiện chỉ thị số 36 về tăng cường giải pháp bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gửi các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 36 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp thường xuyên với các sở ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện linh hoạt, đồng bộ các biện pháp về bảo vệ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến trẻ em, quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19. Tăng cường truyền thông, vận động, huy động hướng dẫn các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định pháp luật. Lũy tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 11.428 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Lũy tính số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 9.450 bệnh nhân. Lũy tính số bệnh nhân tử vong là 39 bệnh nhân, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.939 bệnh nhân.